Ai đó hoặc thứ gì đó đang gọi chúng ta từ không gian giữa các vì sao. Đó có thể là người ngoài hành tinh không, hoặc nó có thể là một cái gì đó xa lạ hơn. Mới đây, một tín hiệu bí ẩn được gửi tới trái đất với tần suất 22 phút một lần vừa được phát hiện, khiến các nhà khoa học sửng sốt, không biết đó là gì. Điều đáng kinh ngạc là tín hiệu đó đã được gửi tới cho chúng ta suốt hơn 30 năm qua, mà không ai biết về điều đó cho đến tận bây giờ. Vậy, ai hoặc cái gì đang gửi tín hiệu đó? Kể từ khi nhà thiên văn học nghiệp dư người Mỹ Claude Rebel phát minh ra kính thiên văn vô tuyến hoạt động đầu tiên vào năm 1937, các nhà khoa học đã lắng nghe âm thanh phát ra từ vũ trụ với hy vọng tìm thấy tín hiệu vô tuyến cho chúng ta biết rằng chúng ta không đơn độc. Với chiếc kính viễn vọng tự chế của mình, Rebel đã lập bản đồ cấu trúc vô tuyến của dải ngân hà, phát hiện ra các nguồn sóng vô tuyến sáng bên ngoài thiên hà và thực hiện các quan sát quan trọng mà sau này sẽ giúp các nhà vật lý khám phá ra bức xạ phi nhiệt. Việc hiểu rõ về sóng vô tuyến sẽ rất hữu ích trước khi chúng ta bắt đầu nói về tín hiệu từ không gian. Sóng vô tuyến, giống như sóng ánh sáng, là một phần của phổ điện từ và tất cả các sóng điện từ chuyển đi với tốc độ ánh sáng. Bạn chắc hẳn biết tới SETI hay tìm kiếm trí thông minh ngoài trái đất, vốn đang quét không gian để tìm kiếm các tín hiệu vô tuyến có thể đến từ một loại nền văn minh tiên tiến nào đó như nền văn minh của chúng ta. Và họ thực sự đã nhận được một số tín hiệu vô tuyến bí ẩn. Tín hiệu WOW là một tín hiệu vô tuyến bí ẩn và không giải thích được, được phát hiện từ ngoài không gian vào ngày 15 tháng 8 năm 1977. Đây là một trong những tín hiệu vô tuyến nổi tiếng và khó giải thích nhất mà SETI từng nhận được. Tín hiệu này được phát hiện bởi kính viễn vọng vô tuyến Big Air tại đài quan sát Perkins của Đại học bang Ohio, được sử dụng cho nghiên cứu SETI vào thời điểm đó. Tín hiệu được phát hiện bởi tiến sĩ Jerry Hartman, một nhà thiên văn học đang làm việc trong dự án SETI vào thời điểm đó. Trong khi phân tích dữ liệu từ kính viễn vọng Big Air, ông ấy đã bắt gặp một tín hiệu vô tuyến băng hẹp và cực kỳ mạnh, kéo dài trong đúng 72 giây. Tín hiệu bất thường đến mức Edmund khoanh tròn dữ liệu trên bản in trên máy tính và viết WOW bằng mực đỏ, mang lại cái tên nổi tiếng cho tín hiệu. Vậy tại sao Edmund lại gọi đây là tín hiệu WOW? Lý do là vì tín hiệu được nhận ở tần số 1420,4 MHz, nằm trong vạch Hydro, tần số mà nhiều nhà khoa học gọi là kênh tiềm năng để liên lạc giữa các nền văn minh ngoài trái đất. Vạch Hydro trong thiên văn vô tuyến là một bức sóng đặc biệt của sóng vô tuyến, phát ra từ khí Hydro trong không gian. Khi các nguyên tử Hydro trong không gian tỏa ra năng lượng, chúng sẽ phát ra sóng vô tuyến ở một tần số rất cụ thể. Tần số này giống như một dấu vân tay duy nhất dành cho Hydro. Trong 40 năm, tín hiệu WOW đã làm bối rối các nhà thiên văn học. Nhưng vào năm 2017, giáo sư thiên văn học Antonio Paris thuộc Đại học St. Petersburg đã tuyên bố rằng tín hiệu được tạo ra bởi một cặp sao chổi có tên là 266P Christensen và 335P Gibb. Cả hai sao chổi này đều có những đám mây khí hydro cách xa hàng triệu km xung quanh chúng. Tuy nhiên, một số nhà thiên văn học bao gồm cả Edmund tin rằng Paris đã sai khi giải thích về sao chổi. Nguyên nhân là do tín hiệu không lặp lại và chỉ xuất hiện trong một thời gian ngắn. Kính thiên văn Big Air có hai sừng cấp dữ liệu. Cả hai đều cung cấp trường nhìn khác nhau cho kính thiên văn vô tuyến. Điều đó có nghĩa là nếu là sao chổi, Edmund sẽ nhìn thấy nguồn đi qua hai lần, mỗi lần kéo dài 72 giây trong vòng 1 phút rưỡi, và điều đó đã không xảy ra. Cần lưu ý rằng, Edmund cũng không tin đó là người ngoài hành tinh. Tín hiệu WOW vẫn là tín hiệu mạnh nhất mà các nhà khoa học từng nhận được, và họ có thể không bao giờ biết ai hoặc điều gì đã phát ra tín hiệu đó. Nó rất hấp dẫn, nhưng không phải là tín hiệu kỳ lạ và kỳ lạ duy nhất từ không gian. Trên thực tế, chúng ta ngay bây giờ đang nghe được tín hiệu rất có thể đến từ một nền văn minh tiên tiến. Năm 2022, nhóm nghiên cứu từ Đại học Curtin do tiến sĩ Natasha Hulley-Walker dẫn đầu phát hiện ra một vật thể giấu mặt liên tục phóng các luồng sóng vô tuyến về hướng trái đất thông qua kính thiên văn vô tuyến Murchison-Whitfield Array ở phía tây Australia. Sau đó, nhiều kính thiên văn khác cũng phát hiện ra những sóng vô tuyến bí ẩn này. Tuy nhiên, khi giả soát kho dữ liệu từ các kính thiên văn vô tuyến khác trên toàn thế giới, nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng từ năm 1988, những vụ nổ năng lượng kỳ lạ từ vật thể giấu mặt đó đã tấn công trái đất
ở nhiều mức độ sáng khác nhau và xảy ra giống như kim đồng hồ, khoảng 22 phút một lần mà họ không hề biết về nó cho đến nay. Điều này khiến các nhà khoa học đặt ra nghi vấn về sự tồn tại của một nền văn minh ngoài hành tinh đang cố gắng liên lạc với trái đất. Theo nhóm nghiên cứu, các tín hiệu vô tuyến kỳ lạ đến từ vật thể có ký hiệu GPM J1839-10 nằm cách xa trái đất 15.000 năm ánh sáng trong chòm sao Scutum. Họ cho rằng GPM J1839-10 là một magneta hay còn gọi là sao nam châm. Đây là loại sao neutron có từ trường cực kỳ mạnh. Trên thực tế, chúng sở hữu từ trường mạnh nhất được biết đến trong vũ trụ, thường được đo ở mức mạnh hơn 1.000 tỷ lần so với từ trường của trái đất. Do từ trường cực mạnh, lớp vỏ của sao có thể nứt ra, tạo ra hiện tượng được gọi là star quake hay động sao. Những sự kiện này giải phóng một năng lượng cực lớn, đôi khi tạo ra những vụ nổ tia X và tia gamma mạnh mẽ mà chúng ta có thể phát hiện được từ trái đất. Tuy nhiên, điều khiến các nhà khoa học bối rối là nếu GPM J1839-10 thực sự là một ngôi sao, thì thiên thể này lại xoay quá chậm để có thể thực sự tồn tại. Tiến sĩ Natasha cho biết, nếu thật sự là một sao từ, ngôi sao đó ắt hẳn không thể sản sinh sóng vô tuyến. Thế nhưng, chúng ta lại chứng kiến sóng vô tuyến liên tục ập đến. Trong khi sóng vô tuyến bình thường xuất phát từ vũ trụ chớp tắt ở tần số nhanh, thì GPM J1839-10 hiện tiếp tục phóng thích sóng vô tuyến với tần suất ổn định và nhịp điệu khá chậm chạp. Theo NASA, vào cuối chu kỳ sống, sao có thể sụp đổ thành các sao neutron. Một vài sao neutron phóng thích những luồng ánh sáng và năng lượng mạnh mẽ từ các cực từ. Nhân loại chỉ có thể bắt được những tín hiệu này trong trường hợp luồng ánh sáng và năng lượng quét qua phạm vi trái đất, tương tự như ánh sáng phát ra từ hải đăng dẫn lối cho tàu bè ngoài khơi. Xung động từ các sao neutron sẽ giảm xuống cho đến khi đến ngưỡng cửa tử thần. Về lý thuyết, đây là ngưỡng mà các ngôi sao đã quá chậm chạp và tiếp cận thời khắc bị hủy diệt. Ngưỡng này được cho là sẽ bị vượt qua khi các xung động trở nên rời rạc và cách nhau vài phút. Thế nhưng, xung động từ GPM J1839-10 lại đến khoảng 22 phút một lần. Mỗi lần có thể kéo dài đến 5 phút, phá bỏ mọi hiểu biết trước đây của giới thiên văn học. Tiến sĩ Huley Walker nói, vật thể đáng chú ý này thách thức sự hiểu biết của chúng ta về sao neutron và sao nam châm, là một số vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ. Cho đến khi công nghệ được cải thiện, chúng ta sẽ không biết chắc chắn tín hiệu này là gì. Liệu có thể nào chúng ta đang nhận được tín hiệu vô tuyến từ một nền văn minh xa xôi không? Về mặt lý thuyết, câu trả lời là có. Khi công nghệ tiến bộ, chúng ta bắt đầu nhận ra sự hiện diện tầm thường của mình trong vũ trụ, và rất có thể chúng ta chỉ là một trong số rất nhiều nền văn minh đang tồn tại trong thiên hà. Trong vài thập kỷ khám phá vừa qua, con người ngày càng tin tưởng vào khả năng tồn tại của các nền văn minh ngoài trái đất. Đặc biệt, chúng ta đã phát hiện ra một số lượng lớn các hành tinh giống trái đất, cung cấp thêm không gian cho sự tồn tại của sự sống ngoài hành tinh. Những nghiên cứu gần đây cho thấy có ít nhất hàng chục tỷ ngôi sao giống mặt trời trong dải ngân hà, và mỗi ngôi sao có thể có các hành tinh xung quanh nó. Khám phá này làm cho các hành tinh giống trái đất, những hành tinh có kích thước, khối lượng và khoảng cách đến ngôi sao chủ tương tự như khoảng cách từ mặt trời đến trái đất, trở nên phổ biến hơn. Những hành tinh giống trái đất này được dự đoán sẽ có những điều kiện phù hợp cho sự sống. Ví dụ, kính viễn vọng không gian Kepler đã phát hiện ra một hành tinh có tên Kepler-452b, có kích thước và quỹ đạo tương tự trái đất. Hành tinh này nằm trong vùng có khả năng sinh sống được, nơi nhiệt độ và sự hiện diện tương đối của nước có lợi cho sự tồn tại của sự sống. Còn có một hành tinh khác tên là Kepler-186f, cũng nằm trong vùng có thể sinh sống được, mang lại hy vọng về sự tồn tại của sự sống. Những phát hiện này cho thấy các hành tinh có nền tảng tương tự sự sống trên trái đất có thể rất phổ biến. Trong những môi trường khắc nghiệt, chẳng hạn như miệng phun thủy nhiệt dưới biển sâu và vùng cực băng giá, các nhà khoa học đã phát hiện ra các vi sinh vật có khả năng tồn tại và sinh sản trong điều kiện khắc nghiệt. Điều này cho thấy khả năng thích ứng với điều kiện môi trường của sự sống có thể vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Do đó, việc tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh trong vũ trụ có thể không chỉ giới hạn ở những môi trường giống trái đất. Mặc dù chúng ta chưa có bằng chứng thuyết phục về sự tồn tại của các nền văn minh ngoài trái đất, nhưng những bằng chứng và khám phá này mang đến cho chúng ta niềm hy vọng mới về sự tồn tại của các nền văn minh khác trong vũ trụ. Nhân loại hiện đang nỗ lực điều chỉnh công nghệ kính thiên văn
để phát hiện thêm các dấu hiệu của sự sống ngoài trái đất, chẳng hạn như các phân tử dấu ấn sinh học. Ngoài ra, các nhà khoa học còn đang nỗ lực tìm kiếm các chỉ số môi trường trên các hành tinh khác, chẳng hạn như thành phần và nhiệt độ khí quyển, để tìm hiểu xem liệu các điều kiện phù hợp cho sự sống có tồn tại hay không. Mặc dù chúng ta vẫn chưa chắc chắn liệu có những dạng sống thông minh ngoài hành tinh trong vũ trụ hay không, nhưng xét từ việc phát hiện ra các hành tinh giống trái đất và sự tồn tại của các dạng sống cực đoan trên trái đất, sự tồn tại của sự sống ngoài hành tinh dường như ngày càng có khả năng xảy ra. Nền văn minh ngoài hành tinh luôn là giấc mơ khám phá vũ trụ của nhân loại. Các nhà khoa học đã ước tính số lượng nền văn minh ngoài hành tinh trong dải ngân hà thông qua nhiều phương pháp và suy đoán khác nhau. Theo nghiên cứu của họ, số lượng nền văn minh ngoài hành tinh trong thiên hà là khoảng 36. Các nhà khoa học sử dụng phương trình Drake để thực hiện điều này. Phương trình Drake được nhà vật lý thiên văn Frank Drake đề xuất vào năm 1961 để ước tính số lượng nền văn minh ngoài hành tinh có thể tồn tại trong các thiên hà tương tự như trái đất trong dải ngân hà. Công thức tính đến các yếu tố như tốc độ hình thành sao, tốc độ hình thành hành tinh, tỷ lệ các hành tinh có thể sinh sống được, nguồn gốc của sự sống, vân vân. Các nhà khoa học còn suy đoán ra con số này dựa trên kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực sự sống ngoài trái đất và thiên văn học. Họ phát hiện ra rằng có hàng tỷ ngôi sao trong dải ngân hà, nhiều ngôi sao trong số đó có thể có các hành tinh quay quanh chúng. Hơn nữa, những phát hiện thực nghiệm về sự sống ngoài trái đất chỉ ra rằng có những môi trường trong vũ trụ có thể thích hợp cho sự sống. Những thông tin này đều ủng hộ sự tồn tại của các nền văn minh ngoài trái đất. Mặc dù các nhà khoa học ước tính có khoảng 36 nền văn minh ngoài hành tinh trong dải ngân hà, nhưng hiện tại chưa có bằng chứng trực tiếp nào chứng minh điều này. Cho đến nay, con người vẫn chưa nhận được tín hiệu từ các nền văn minh ngoài trái đất hay phát hiện bằng chứng nào về sự tồn tại của các nền văn minh ngoài trái đất. Chúng ta phát ra nhiều tín hiệu vô tuyến vào không gian, nhưng sức mạnh của sóng vô tuyến sẽ giảm dần theo khoảng cách khi mà vũ trụ hiện tại vẫn đang tiếp tục giãn nở. Cùng với sự ảnh hưởng từ bụi và khí trong không gian liên sao, có khả năng tín hiệu của chúng ta chỉ có thể được nghe thấy trong vòng khoảng cách năm ánh sáng tính từ trái đất bằng các máy thu vô tuyến mà chúng ta hiện có ngày nay. Chúng ta đã vài lần truyền trực tiếp những thông điệp vô tuyến mạnh mẽ vào không gian, chẳng hạn như thông điệp Arecibo gửi tới cụm sao Hercules vào năm 1974. Nhưng ngay cả những thông điệp này cũng sẽ rất mờ nhạt khi chúng cần di chuyển 22.000 năm ánh sáng để tới đích. Tất nhiên, chúng ta là một giống loài trẻ và đơn giản. Có lẽ một giống loài cổ xưa, siêu tiến bộ, có thể đưa thông điệp của chúng ta ra khỏi bụi vũ trụ. Nhưng liệu họ có thể làm được điều đó ở khoảng cách hàng trăm hay hàng nghìn năm ánh sáng không? Chúng ta có thể bắt đầu với thước đo Kardashev dành cho các nền văn minh tiên tiến. Được đề xuất lần đầu tiên vào năm 1964, thước đo này xếp hạng các nền văn minh dựa trên khả năng khai thác nguồn năng lượng. Nền văn minh loại 1 có thể tiếp cận năng lượng ở quy mô hành tinh, loại 2 ở quy mô hệ sao và loại 3 ở quy mô thiên hà. Nhà thiên văn học Carl Sagan và những người khác đã khái quát hóa điều này theo một thang trượt và ước tính nền văn minh của con người đạt được khoảng 0,73. Trên cơ sở đó, chúng ta sẽ giải đáp câu hỏi một nền văn minh cần có quy mô như thế nào để có thể phát hiện được các di tích của nền văn minh nhân loại và khoảng cách này có thể là bao nhiêu. Cho rằng tín hiệu vô tuyến nhân tạo của chúng ta chỉ xuyên qua được 100 năm ánh sáng, một loài khác sẽ có cơ hội tốt hơn khi cố gắng giải đáp các đặc điểm nhân tạo trên trái đất. Có thể là những thứ ở quy mô thành phố hoặc các công trình lớn. Chúng ta hãy xem xét các kim tự tháp Giza như một ví dụ điển hình. Công trình biểu tượng vĩ đại đã tồn tại hàng nghìn năm trên trái đất. Với lượng ánh sáng chiếu tới trái đất, các kim tự tháp sẽ không thể được nhìn thấy trong khoảng cách vài nghìn năm ánh sáng. Bất kể kính viễn vọng của bạn có mạnh tới đâu, sẽ không có đủ lượng photon vượt quá khoảng cách đó để giải quyết bất cứ điều gì. Lấy phạm vi trung bình của ánh sáng khả kiến là khoảng 550 nanomet và độ phân giải 10 mét, khoảng cách tối đa đạt tới là 3.000 năm ánh sáng. Để phân tích các đặc điểm quy mô kim tự tháp ở khoảng cách này, bạn sẽ cần một kính thiên văn quang học có đường kính khoảng 10 AU. Nó lớn hơn một chút so với quỹ đạo của sao thổ. Về nguyên tắc, một kính thiên văn ở quy mô đó có thể được chế tạo bằng cách sử dụng một hệ thống kính thiên văn quang học với hàng triệu vệ tinh trên quỹ đạo sao thổ. Tất nhiên, điều này vượt xa khả năng hiện tại của chúng ta hoặc của bất kỳ nền văn minh quy mô hành tinh nào. Ít nhất,
bạn cần phải là người làm chủ hệ sau của mình. Vì vậy, kết luận cuối cùng của tất cả những điều này là một nền văn minh loại hay có thể nhìn thấy những công trình vĩ đại của nhân loại trong vòng 3.000 năm ánh sáng. Rốt cuộc thì, một chủng loài ngoài hành tinh cực kỳ phát triển có thể biết rằng chúng ta đang ở đây. Nhưng phải hàng nghìn năm sau chúng ta mới đạt đến cấp độ 2 và có thể nhìn thấy họ.